Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có chút đạo lý. Trà Mộng Khúc âm thầm gật đầu, có lý có cứ, nàng ngoài ý muốn phát hiện mình đã bị Lục Bác thuyết phục. Nghĩ tới cảnh giới vô thượng kiếm ý của vô danh kia, trong lúc nhất thời nàng có chút muốn động. Nếu như, nàng nói là nếu như, giữa hai người chỉ có sinh ý, không tiến vào sinh hoạt của nhau, giống như là tu luyện bình thường không khác gì nhau. Chỉ là tăng thêm một người mà thôi. Thế khó xử, Trà Mộng Khúc cứ nhảy qua rồi lại nhảy. Không cách nào lựa chọn, đành phải hỏi kiếm tâm của mình. Trầm Hồng Khúc, kiếm tâm à kiếm tâm, nếu như ta đáp ứng hắn, phải chăng có chút xin lỗi với Bạch Sư Muội? Kiếm tâm, đâu chỉ một chút, ngươi quả thực không phải người. Kiếm tâm, ngay một khắc ngươi hỏi ta, ngươi đã có đáp án. Ta kêu ngươi bảo hắn cút đi, liệu ngươi có bảo hắn cút không? Kiếm tâm, đừng nói nhảm, vội vàng móc kiếm ý của hắn ra. Ta không gấp, ngươi cũng gấp đấy. Kiếm tâm không có chút sức lực nào đối với bất thủ kiếm ý. Dùng tốc độ ánh sáng mà sa đọa, không chỉ lôi kéo Trảm Hồng Khúc lại, còn khuyên nàng vội vàng đầu hàng. Trảm Hồng Khúc sợ run cả người, vội vàng lắc đầu xua tan ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, hít một hơi sâu. Lục sư đệ, chúng ta không thể làm việc có lỗi với Bạch sư muội được. Về sau không nên nhắc lại chuyện xưa này. Được, ngươi nói là được. Lục Bắc nở nụ cười ý vị thâm trường. Bây giờ là vậy, về sau cũng thế. Đừng quá trễ, nhiều vị sư tử khác còn đang chờ Lục Mỗ hồi âm nữa đó. Người này quả thực vô sỉ, thật tiếc cho Bạch Cẩm sư muội, nhất định bị hắn lừa gạt tới tay. Còn có suy nghĩ đêm nay hoặc là ra gốc, hoặc là bây giờ Lục Mỗ điền đi, để tránh cho Trảm sư tỷ lại nhận được chỗ tốt thành công đột phá hợp thể kỳ. Về sau lúc làm suy nghĩ với ta, lại hạ giá. Cuối cùng song phương đạt thành giao dịch chỉ còn một nửa giá so với hôm qua, ngày mai còn có thể chém đứt một nửa. Tuy là như vậy, Trảm Hồng Khúc vẫn phải cảm ơn Lục Bắc. Nghe xong không phải là thứ học được, sau khi qua tay một lần, Trảm Hồng Khúc coi như có thể hiểu được cái gì gọi là treo giá. Lục Bắc không có lo ngại gì, nhưng nàng không có tự tin tăng giá. Ngay cả sinh ý có thể thành hay không đều phải nhìn mặt của đối phương. Không cam lòng và nghẹn quất, nhưng vẫn phải nhịn lấy. Trảm Hồng Khúc tức đến đau ngực, lúc dẫn đường một mực không thừa nửa lời. Kiếm tâm không đành lòng thấy nàng bị ủy khuất, lần nữa khuyên nàng bỏ cuộc. Dù sao đều là bị ủy khuất, tại sao không kiếm nhiều hơn một chút, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi họ Lục nha. Thiết Sơn, ngục giam cửa vào. Hai thân ảnh áo đen đeo kiếm ngắn ở cửa vào, Trảm Hồng Khúc lấy ra lệnh bài, lý do vẫn là thoái thác giống như tối qua. Tiếp nhận mệnh lệnh Trảm trưởng lão đến đây thẩm vấn phạm nhân. Lại tới. Hai thân ảnh thoáng do dự nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy kiếm như thấy người, nhường đường. Trong ngục giam có giam giữ đều là trọng phạm ngoan cố không chịu thay đổi, chết cũng không mở miệng. Muốn cạy miệng bọn họ, tra xét mấy lần cũng rất hợp lý. Trảm Hồng Khúc dẫn đường phía trước, Lục Bắc theo sát phía sau. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này cũng không nhìn đông nhìn tây nữa. Đi thẳng vào vấn đề, một hơi đi đến tầng nhà giam thứ tư. Trước ánh mắt im lặng của Trảm Hồng Khúc, hôm nay Lục Bắc rất là kích thích, triển khai tiểu thế giới, một hơi kéo cả 7 vị tiền bối kiếm tu, bao phủ toàn bộ bên trong. Dưới ánh sáng màu xanh gia trì, thương thế bọn họ khôi phục lại như cũ. Chỉ trong công phu một lát, 7 người kiếm tu chậm rãi đứng lên. Trong đó, 5 người điên thủ vây công Lục Bắc bị nện thảm, sắc mặt hết sức khó coi. Chiến tích đen tối, trên mặt tự nhiên không có ánh sáng. Vương Diễn còn tốt, tuy gã là người thứ nhất bị nện, nhưng lại thắng ở chỗ một chọi một mình đấu. Thua cũng là tài nghệ không bằng người, không cảm nhận được bi phẫn của 5 vị đồng môn. Sắc mặt kém nhất là Liêm Lâm. Cúi đầu nhìn vạt áo, chậm rãi ngẩng đầu hầm hầm, nhìn Lục Bắc. Đã nói là tỏa tâm thạch có phương thức lấy ra riêng, học xong điền có thể nhẹ nhõm đơn giản giải trừ. Tiểu tử ngươi lại không thèm nghe theo,
cố ý bới móc ngực ta đúng không? Ánh mắt vô cùng chói mắt, giống như dao găm đâm trên mặt vậy. Nhưng Lục Bắc không hoảng chút nào. Có Trảm Hồng Khúc làm chứng, thời điểm cởi bỏ tỏa tâm thạch, hắn nhìn không chớp mắt, tay chân rất thành thật, tuyệt không hề có ý dư thừa chấm dứt. Hắn chắp tay nhìn mọi người. Chư vị tần bối, ngày này năm trước, Lâm Mỗ mời chào chư vị so kiếm. Cảm giác thu hoạch tương đối khá, hôm nay mặt dày đi ngang qua quý bảo, kính xin chư vị vui lòng chỉ giáo. Trảm Hồng Khúc, làm phiền ngươi khi gạt người nhìn qua bên cạnh một chút, nơi đây còn một người hiểu rõ tình hình đấy. Trảm Hồng Khúc biết rõ Lục Bắc mới tới tối qua, nhưng bảy vị kiếm tu bị phong ấn lại không biết. Nghe Lục Bắc tràn đầy thành ý xin chỉ giáo, thực sự cho rằng hắn lúc này đã cách một năm mới gặp lại. Tu hành không có năm tháng, không sai, nhưng lãng phí thời gian trong việc nhàn hạ, cho dù là những người trường sinh như bọn họ, cũng không khỏi trầm mặc lại. Một cỗ cảm giác bi thương tản ra, âm thầm lượn lờ trong tim bảy người, thật lâu không tiêu tán. Đến thật tốt, ta cũng đang định so tài cùng người một chút. Tỉnh lại nhanh nhất từ trong thất thần là Liêm Lâm. Một sợi tóc đen tung bay trong tay, hóa thành một thanh khoát kiếm màu đen, dậm chân giết tới trước người Lục Bắc. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm nghênh tiếp, rất là hiếu kỳ đối với bổn sự lấy tóc làm kiếm của Liêm Lâm. Mỗi lần đánh nhau đều nhổ tóc, khi nào nhổ thành chọc lóc giống như Địa Trung Hải hay không? Cho dù không nhổ thành chọc như Địa Trung Hải, nhưng bệnh rụng tóc cũng ảnh hưởng đến khí chất và hình tượng nha. Thời gian kết thúc một chén trà, Lục Bắc thu tay mà đứng. Bảy người kiếm tu đối diện mỗi người đều bị thương, hai phe miễn cưỡng bất phân thắng bại. Một phương chịu trách nhiệm bơm máu, một bên chịu trách nhiệm học máu, 50-50, không hề sai. Lần nữa nhấm nháp quả đắng thất bại, còn là 7-1, trong lòng đám người Liêm Lâm không khỏi có chút khổ sở. Nếu bọn họ không sống uổng thời gian, mà là bên ngoài. Nghĩ vậy, ánh mắt mấy người rất bất thiện, thầm nghĩ người này xảo trá, ý đồ chiêu hàng, nhưng lại không để lại chút dấu vết. Nếu không phải kiếm tâm kiên định, chắc chắn sẽ dính quỷ kế của hắn. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, thật ra còn có thể nhanh hơn. Sự nghiền ép của bất hủ kiếm ý đối với cửu kiếm kiếm ý cũng không phải chỉ là một chút mà thôi. Đây là Lục Bắc từ tôn trọng với các tiền bối mới thoáng thả tay một chút. Kinh nghiệm phải kiếm, nhưng cũng phải diễn cho đầy đủ, nếu không lần sau đến người ta sẽ tiêu cực lời nhắc, người thua thiệt sẽ là hắn. Kiếm được kinh nghiệm, một chút hành động cũng không sai. Một chén trà kết thúc chiến đấu, thời gian thẩm vấn cách 2 canh giờ còn một mảng lớn thời gian. Lục Bắc vung tay tung ra lục quang, bám vào thân hình bảy người, đợi bọn họ phục hồi thương thế như cũ, lấy ra rượu và trà dâng lên. À, còn có cả đặc sản vịt quay của Tam Thanh Phong. Dạo gần đây, hắn đang cày chức nghiệp vụ đầu bếp, rất để tâm đối với chủ nghệ. Trừ vị tân bối, nơi đây âm lãnh cô tịch, không có các loại đồ tiêu khiển như rượu và đồ nhắm. Lâm Mỗ cố ý chuẩn bị một chút, kính xin chư vị, nhận cho. Mọi người ngồi xuống uống một chén rượu giải sầu, chẳng phải là quá đẹp sao? Hai màu đen trắng vần quanh đến, hóa thành một bàn tròn, có thêm vài cây ghế dựa. Bảy tên kiếm tu lộ vẻ mặt khinh thường, thủ đoạn hấp dẫn thấp kém như vậy bọn họ không biết trải qua bao nhiêu lần. Cùng hắn lãng phí thời gian, chẳng bằng thả bọn họ quay về ngủ. Không người ngồi xuống, Lục Bắc cười nhạt một tiếng, phất tay mang tới một chén nước trà kính mọi người cạn trước. Trà ngon. Hắn nhìn về phía mấy người. Không dối gạt chư vị, rượu vào đồ nhắm này hay là nước trà đều là Lâm Mỗ bỏ vốn làm mua bán. Các ngươi chỉ xem không động thủ, cũng là thay ta tiết kiệm tiền. Không bằng qua đây ăn uống, ăn được càng nhiều, ta càng đau lòng. Liêm Lâm bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, tiến lên 2 bước đi đến bên cạnh bàn, mở vò rượu ra ừng ực uống hết nửa vò. Giọt rượu chảy ra từ trên cái cổ tinh tế tỉ mỉ, hết sức nhỏ xuống, sau cùng tan biến trong chỗ sâu khe ngực, khiến cho Lục Bắc liên tục liếc mắt, trực tiếp hô to tử lượng kinh người. Liêm Lâm không thèm để ý đến hắn, nắm một con vịt quay lên, gặm cả miệng đầy mỡ, tướng ăn vô cùng bất nhã, nuốt cả quả táo, ngay cả xương cốt cũng nuốt xuống. Vóc người đẹp mắt, tới đuôi cũng nhẹ nhàng có tiên khí, cho nên loại tướng ăn này gọi là tính tình thật, không giống người lớn lên sống, dù đánh góp sang chảnh cũng giống như xúc kích. 6 gã kiếm tu không đành lòng nhìn thẳng, hoặc là quay đầu, hoặc là nhỏ giọng nói,
có chút bất đắc dĩ. Liêm sư tỷ vẫn thèm ăn như vậy, không có biện pháp, bệnh cũ bao nhiêu năm không cài được. Kệ nàng đi thôi, nàng thật lâu không thống khoái ăn một bữa rồi. Dưới Lục Bắc Cường thế ngồi xem, một mình Liêm Lân ăn trống cả bàn tròn, đổ nốt một giọt rượu cuối cùng vào trong miệng, sau đó cầm theo ấm trà đầy mỡ. Sau khi thỏa mãn dục vọng ăn uống, nàng vẫn không hề quan tâm tới Lục Bắc như trước, quay người trở lại bên cạnh đồng môn, mấy người cùng nhau cười cười trò chuyện. Một năm trước, Liêm Lâm cho rằng là một năm trước, nàng tiết lộ tình báo cho Lục Bắc, kết quả người sau bất sở vi động, trọn vẹn một năm không hề hành động. Không cần nghĩ, hoặc là đào hướng Thanh Càn, hoặc căn bản chính là tay sai của Thanh Càn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mời khách ăn cơm như thế, nói chuyện lớn thì không nhất định, ngoại trừ so kiếm giữa cả hai không hề có đề chủ đề chung. Thời gian trôi qua một lúc lâu, Lục Bắc vỗ tay, ý bảo hôm nay có thể kết thúc, cung thỉnh các vị tiền bối quay về phòng nhỏ nằm xuống. Liêm Lâm hừ lạnh một tiếng, là người thứ nhất nằm thẳng, giơ tay lên chỉ về Trảm Hồng Khúc đang đứng ngốc một bên, kêu nàng tới vui tỏa tâm thạch cho mình. Nhưng bị Lục Bắc từ chối, thủ đoạn Trảm sư tỷ bình thường, vạn nhất bị ép thành con tin, vậy việc này sẽ vui lắm. Kết quả là Liêm Lâm chỉ có thể nổi giận đùng đùng nhìn Lục Bắc đi đến bên người nàng. Thứ nhìn thấy cuối cùng là một khối vải trắng che trên mặt. Ngực tê dần, cảm giác cũng lâm vào trong bóng tối im lặng. Bên ngoài Thiết Sơn, trong một sơn đào tối như mực, một nam một nữ nhỏ giọng giao lưu. Trà tiên hàng, nhà nam thu tay hộ pháp, đợi nhà gái đả tọa hàn hoàn tất tiêu hóa, trước một sau bay về đại doanh. Lục sư đệ ngày mai. Trảm sư tỷ chờ là được, ngày mai ta sẽ tự đến tìm ngươi. Vẫn là câu nói kia, cẩn thận một chút, đừng để cho Trảm trưởng lão phát hiện chuyện của hai ta. Phụ thân sẽ không biết. Hai người cũng không biết, ngay khi bọn họ nhỏ giọng giao lưu, một đôi mắt bí mật dò xét đè ép lửa giận suýt nữa muốn rút kiếm vọt ra. Là Trảm Nhạc Hiền. Hư không vặn vẹo, khuôn mặt Trảm Nhạc Hiền đen xì, tay chân cứng nhắc tựa như một khối đá, một bước in bước một dấu chân, phanh phanh đi ra. Lão nhìn thấy cũng đều nghe được. Lúc này trong lòng Trảm Nhạc Hiền tràn nhập lửa giận, nóng lòng bộc phát, mấy lần muốn lao ra nhưng bận tâm tới thể diện của Trảm Hồng Khúc cho nên đành phải nhịn xuống. Lục Bắc ra mặt dày, bị bắt cũng không sao cả, nhưng con gái lão ra mặt mỏng, có một số việc chỉ có thể nói một mình. Trảm Hồng Khúc nói ra câu phụ thân sẽ không biết, Trảm Nhạc Hiền như gặp phải sét đánh, tựa như bị một chậu nước lạnh tạt vào người mấy lần. Thân thể phát lạnh, tràn nhập lửa giận lặng lẽ đi ra. Trảm Nhạc Hiền tát một cái trên mặt của chính mình, rất nặng tay, mặt cũng bị đánh lệch. Lão không trách Trảm Hồng Khúc, nữ nhi lão rất nghe lời, tâm tư đơn thuần mới bị Lục Bắc lừa. Lão chính là tự trách mình chưa đủ quan tâm với nữ nhi, càng tự trách mình ngớ ngẩn tạo thành sai lầm lớn. Vừa nói Trảm Hồng Khúc xa cách Lục Bắc một chút, còn vừa để nàng đi theo dõi, nghiêm mật trông giữ Lục Bắc, không cho phép hắn tới gần khu vực khai thác mỏ đá phía đông. Là lão tự mâu thuẫn, hại con cái. Không được, ta phải hỏi cho rõ ràng, cuối cùng tiểu tử kia dùng thủ đoạn hèn hạ gì, tại sao Hồng Khúc bị hắn nói gì nghe nấy. Trời xanh có mắt, Hồng Khúc nhất thiết đừng bị tiểu tử kia. Cẩu vật, hắn dám, ta băm băm hắn. Không cần nói cũng biết Trảm Nhạc Hiền có bao nhiêu hối hận. Nghìn không nên vạn không nên. Ngay khi Lục Bắc xuất hiện ở Thủy Trạch Uyên, nạ lão nên lập tức đuổi người rời đi mới đúng. Đây không phải vấn đề có gọi qua được hay không, càng không phải vấn đề có dám hay không. Tư cách là một người phụ thân, Trảm Nhạc Hiền cảm thấy mình thất sách sâu sắc, hối hận đến tột đỉnh. Nhưng đầu tiên, lão xác nhận một chuyện. Trảm Nhạc Hiền trầm mặt đi đến vào ngục giam, dùng lệnh bài mở cửa thông đạo, nhìn thấy hai gã thủ vệ hơi gật đầu. Một nam một nữ vừa nãy trú tại bao lâu? Cũng như ngày hôm qua, chưa đủ hai canh giờ. Trảm trưởng lão, bọn họ nắm giữ lệnh bài, tiếp nhận mệnh lệnh của ngươi đến đây thẩm vấn phạm nhân, có cái gì không ổn sao? Không gì không ổn, là ý tứ Trảm mỗ. Trái tim Trảm Nhạc Hiền hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ Trảm Hồng Khúc đại họa lâm đầu. Vì bảo vệ con cái quyết đoán thừa nhận xuống, sắc mặt không đổi. Trảm mỗ cho hai người bọn họ nhiệm vụ thẩm vấn. Bọn họ không công mà lui, như thế ta mới đích thân đi một chuyến. Làm phiền Trảm trưởng lão rồi. Không có gì, hai người các ngươi giữ gìn nơi đây mới gọi là cực khổ. Đợi Trảm mỗ quay về Thiên Kiếm Phong,
chắc chắn nghĩ biện pháp sớm triệu hồi các ngươi trở về. Đa tạ Trảm trưởng lão. Trảm Nhạc Hiền gật đầu, không vội vã mà đi chậm vào thông đạo. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Bước chân càng lúc càng nhanh, lúc đi vào cửa tầng thứ tư, giơ tay chạm đến bệ đá, nhắm mắt cảm ứng một phen. Một câu nho nhã đầy hương thơm tuôn ra khỏi miệng, Trảm Nhạc Hiền tức sủi bọt mép bởi vì chìa khóa mở cửa tầng thứ tư là bộ kiếm trưởng lão của chính lão. Việc này hay rồi, bùn rơi vào đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Cậu vật chết tiệt, riêng tâm này cũng có thể giết chết, dụng tâm độc ác, lại cũng tính kế cả ta đi vào. Trảm Nhạc Hiền giận đến mức tay chân run rẩy, lấy đại uy thiên trực tiếp mở cửa vào, bước nhanh đến mấy cái nhà giam phía trước. Trấn ma thạch vững vàng áp chế, hình như cũng không có gì không ổn, nhưng trong không khí. Mùi vị ám vịt quay trong nhà giam vô cùng rõ ràng, nổi bật xuất chúng như vậy tựa như đom đóm trong đêm tối, muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Người theo mùi vị, Trảm Nhạc Hiền đến một gian phòng nồng nặc nhất, chính là nhìn qua liêm tâm dưới trấn ma thạch vẫn không nhúc nhích, mí mắt to lại. Quả nhiên là ngươi. Liêm sư tỷ. Nếu như có thể, Trảm Nhạc Hiền không muốn gặp mặt cùng liêm tâm nhất. Thế nhưng việc này quá lớn, lão nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Cửa lao mở ra, Trảm Nhạc Hiền nhập ngón tay thành kiếm, kiếm ý điểm nhẹ vào trấn ma thạch, chậm rãi mở vải trắng trên mặt của liêm đâm. Khóe miệng còn có mỡ đọng, có một chút mùi rượu. Người thấy còn rất thơm. Lão xoắn suýt một lát, lại chỉ điểm một chút, năm ngón tay lăng không nhẹ nắm, trong lòng bàn tay liền nắm một viên tỏa tâm thạch. Trái tim máu thịt mạnh mẽ hữu lực đập lên. Liêm Lâm mở mắt, thấy người tới là Trảm Nhạc Hiền, lập tức cười nhạo một tiếng. Ta tưởng là ai, thì ra là Trảm sư đệ. Hôm nay ngươi bị ngọn gió gì thổi chúng vậy, thế mà hạ mình đến đây, chẳng lẽ là được công lao gì từ bên trên, chuyên môn đến để khoe khoang một phen. Nói xong Liêm Lâm quay đầu nhìn một bên, ngữ khí cứng rắn. Cút! Mí mắt Trảm Nhạc Hiền quất thẳng tới, đây chính là nguyên nhân lão không muốn gặp Liêm Lâm. Bóng ma lưu lại từ thuở nhỏ, lão hoàn toàn không có sức chống cự với sư tỷ bị mắng cũng sẽ không cãi lại. Sư tỷ ta! Sư tỷ tiểu tử vừa nãy mời ngươi ăn cơm. Trảm Nhạc Hiền lơ đánh trầm giọng. Ngày hôm qua cũng vậy, cuối cùng hắn. Đợi chút, ngươi nói ngày hôm qua, không phải một năm trước sao? Liêm Lâm mở choàng mắt, trực tiếp cắt ngang lời Trảm Nhạc Hiền, lạnh lùng. Đến cùng đã qua bao nhiêu thời gian? Hắn nói là một năm trước, còn ngươi là một ngày trước. Trêu đùa một tên tù nhân như ta rất thú vị sao? Sư đệ không dám. Trảm Nhạc Hiền đuôi ra sau nửa bước, suy nghĩ một chút. Bây giờ mình là trưởng lão cửu kiếm, dậm chân trở về chỗ cũ. Sư tỷ nhất định là bị hắn lừa, tiểu tử kia gian hoạt như quỷ, trong miệng không một câu nói thực. Thực đấy, ai cũng không thể tin hắn. Thú vị. Liêm Lâm vui vẻ. Hai người các ngươi thật biết điều. Hắn tới khuyên, ngươi tới phá. Thiên kiếm tông càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Chiêu hàng. Chiêu hàng gì cơ? Ý tứ trên mặt chữ sao? Trảm Nhạc Hiền hơi sững sờ, nhanh trải chuốt manh mối, rất nhanh điền phát hiện hắc thủ sau màn. Kinh Cát. Đúng rồi, nhất định Kinh Cát bí mật gợi ý, mới cho Lục Bắc thuyết phục đồng môn hồi tâm chuyển ý. Còn nói cái gì đến đây trợ trận, lại bị tiểu tử này lừa. Phỏng theo thiết lập của hai người Lục Bắc cùng Kinh Cát, Trảm Nhạc Hiền rất nhanh suy luận ra chân tướng. Thầm mắng Kinh Cát to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói ra bên ngoài. Họ Lục cẩu tặc vừa là Hoàng Cực Tông lại là Huyền Âm Ti, nói luôn nội tình cho hắn biết, cái đó và muốn chết có gì khác nhau đâu. Nhưng rất nhanh, Trảm Nhạc Hiền kịp phản ứng. Kinh Cát cẩn thận xảo trá, tuyệt không phải người không trí, dám nói rõ chân tướng với Lục Bắc, nói rõ Lục Bắc đáng giá tín nhiệm. Mẹ kiếp, tiểu tử này thế mà lại là người một nhà. Trảm Nhạc Hiền chửi ầm lên, tức giận thở hổn hển nói. Hắn đến cùng lừa ta bao nhiêu lần, có thôi hay không hả? Thú vị lắm sao? Nhìn Trảm Nhạc Hiền đang giận dữ, Liêm Lâm liền mắng có bệnh. Nàng liếm liếm bên miệng đầy mỡ, chẹt miệng tặc lưỡi nói. Làm phiền chẳng trưởng lão, kêu người trêu hàng ngày mai tiếp tục. Nói là ý chí của ta chưa đủ kiên định, phải ăn tiếp mấy bản lại tính. Sư tỷ, người nọ. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc, Trảm Nhạc Hiền theo bản năng nhắc nhở. Cậu vật táng tận thiên lương, háo sắc như bệnh tuyệt không phải nhân vật quân tử gì. Sư tỷ tốt nhất cách hắn xa chút. Nghĩ đến màn giải phẫu mỗi lần gặp phải, sắc mặt Liêm Lâm tối sầm. Ờ,
Điểm này ta đồng ý đích xác là một tên tiểu sắc quỷ. Cái gì? Hắn đã làm gì với sư tỷ rồi? Không có gì, chỉ đơn giản tiếp xúc tứ chi một chút, ôm ấp một hồi, hôn nhẹ một lần, sờ mó một chút mà thôi. Sắc mặt Trảm Nhạc Hiền đột biến, thầm nghĩ mình đã đánh giá cao tiết tháo của Lục Bác rồi. Vậy mà thừa dịp Liêm Lâm bị phong ấn động thủ động cước với nàng, thực sự là sắc đảng ngập trời, không một chút tiết tháo. Trong lúc nhất thời, Trảm Nhạc Hiền bắt đầu sinh ra ý niệm lén lút phóng thích Liêm Lâm trong đầu. Lấy tính tình có thù tất báo của Liêm Sư Tỷ, bị nhục lớn thế, hơn nữa còn có được tự do, chắc chắn sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Một mình lão không phải đối thủ Lục Bắc, tăng thêm Liêm Lâm có lẽ vẫn đánh không lại. Liêm Lâm bị phong ấn thời gian quá lâu, thực lực hạ mảng lớn, mang theo nàng chỉ thành cản trở, còn không bằng một mình đơn đả độc đấu. Bỗng nhiên Trảm Nhạc Hiền nghĩ ngợi phát hiện không đúng chỗ nào, nhíu mày nhìn Liêm Lâm. Sư tỷ, ngươi gạt ta. Ha, sư đệ nhìn ra rồi. Tiểu tử kia tuy háo sắc nhưng có Hồng Khúc bên cạnh nhìn, có háo sắc cỡ nào cũng sẽ thu liễm một chút. Cho dù hắn có cử chỉ đại bất kính, Hồng Khúc cũng sẽ ngăn cản. Trảm Nhạc Hiền chắc chắn nói, so với Lục Bắc, con gái ngoan của lão có thể nói là đạo đức điển hình. Hồng Khúc, à, đứa ngốc luyện hư cảnh cứ đứng im re bên cạnh sao? Không sai. Trảm Nhạc Hiền gật đầu. Nàng họ Trảm là con gái của sư đệ. Thú vị. Sư đệ lại có con nối dõi. Ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi chỉ có quyền thế. Không ngờ ngay cả ý trung nhân cũng đã tìm được. Thủ dưỡng. Thì ra là thế. Nuôi để vẫn kiếm. Chỉ là một kiện công cụ. Không phải. Trảm Nhạc Hiền nhanh chóng cắt ngang. Giọng điệu nhấn mạnh nói. Ta coi Hồng Khúc như con ruột. Nàng chính là con gái ruột của ta. Thu dưỡng nhưng lại có tình. Chúc mừng sư đệ. Liêm Lâm nhíu lông mày, vui mừng. Thoạt nhìn bộ dáng của nó không phải rất thông minh nha. Đối với họ Lâm, ở họ Lục kia nói gì nghe nấy. Sợ là con gái của sư đệ đã nuôi không mất rồi. Phốc. Ngôn ngữ chính là lợi khí tàn nhẫn nhất trên đời. Giết người không thấy máu. Lời Liêm Lâm như một con dao đâm trúng trái tim của Trảm Nhạc Hiền. Khiến cho sắc mặt của lão xanh mét. Bàn tay để trong tay áo vang lên tiếng ngón tay ken két nắm chặt. Càng nghĩ càng giận. Vải trắng lại che mặt, tự thạch áp thân, Liêm Lâm lần nữa lâm vào nghỉ ngơi. Trảm Nhạc Hiền nổi giận đùng đùng rời khỏi Thiết Sơn, hỏi được tình báo trọng yếu từ trong miệng sư tỷ. Lục Bắc không phải nằm vùng Hoàng Cực Tông hay Huyền Âm Ti, trú ở Thiết Kiếm Minh. Hoàn toàn trái lại, hắn là người Thiết Kiếm Tông nằm vùng trong Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti, đánh vào trong bộ phận địch nhân, thành công thu hoạch được địa vị nhất định. Nhưng bởi vì Lục Bắc là người của Kinh Cát, tin tức tốt này không khiến Trảm Nhạc Hiền nở nụ cười, mà chỉ làm lão càng nhìn thêm không vừa mắt. Trảm Trưởng lão, ngươi tìm ta có việc gì? Bên ngoài Thủy Trạch Uyên, sắc trời tờ mờ sáng, Trảm Nhạc Hiền sai người gọi Lục Bắc từ trong đám người kêu hắn ra ngoài. Trong mắt người tu tiên không phân chia ngày đêm, là ban ngày hay buổi tối đều không trọng yếu. Nhưng thói quen trước khi tu hành vẫn được giữ lại, ban ngày làm việc ban ngày. Buổi tối thì làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Về phần như thế nào tìm được Lục Bắc ở trong chỗ hơn nhìn kiếm tu tụ tập, nhắc tới cũng đơn giản. Dạng người thế nào sẽ thích đến chỗ thế đó. Vừa vặn hôm nay lại có hai cây sơn môn mâu thuẫn thăng cấp. Hai bên điên cuồng phun nước bọt, hấp dẫn rất nhiều quần chúng vây xem. Lục Bắc chính là một người trong số đó. Tối qua ngươi đi đâu? Trảm Nhạc Hiền không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tu luyện ở ngoài đại doanh. Không đi chỗ nào hết ở một mình. Lục Bắc quyết đoán trả lời. Trảm Nhạc Hiền cười lạnh một tiếng. Ta biết rõ ngươi đi địa phương nào. Còn đọc trọng phạm bị giam giữ ở tầng thứ tư. Không chỉ tối qua, buổi tối một ngày trước cũng tương tự như vậy. Ê, Trảm Trưởng lão, lời đồn không thể tin. Trong này phải chăng có hiểu lầm gì không? Ngươi nói đại lao là cái gì? Thủy Trạch Uyên vậy mà còn có đại lao sao? Đây thực sự là một việc hiếm có nhà. Lục Mộ cũng là lần đầu nghe nói. Lục Bắc lắc đầu liên tục, không chứng không cứ nói lung tung, có chứng có cứ cũng không được, nhất định là ngụy tạo. Bị Trảm Nhạc Hiền bắt lấy, Lục Bắc không hoảng chút nào, lấy sự yêu thương của Trảm Trưởng lão đối với nữ nhi, loại chuyện lớn rơi đầu này không chỉ không lộ ra, sẽ còn chủ động giấu giếm xuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác không phải là một loại tẩy trắng. Trước lúc đại đoạn, Trảm Nhạc Hiền một chân sắt dựa vào võ chu, vì chính mình lưu lại một con đường đuôi. Là tính cá nhân. Lục Bắc đưa cho lão một ánh mắt tán thưởng, khiến Trảm Nhạc Hiền thấy được càng giận sôi lên.
chỉ cảm thấy đối phương đang khiêu khích chính mình. Lão lạnh lùng liếc qua Lục Bắc, một tay rót một đạo kim quang tới. Về sau ngươi tự đi là được, không nên quấy rầy Hồng Cúc. Nàng có triển vọng rất xa, coi như ngươi thiện tâm, thả cho nàng một đường sống đi. Lục Bắc giơ tay tiếp nhận, nhìn tấm lệnh bài thông hành, khóe miệng hiện ra nụ cười thành thục, vỗ bộ ngực cam đoan. Trạm trưởng lão yên tâm, về sau Lục Mỗ sẽ trốn tránh Trạm sư tỷ. Lần trước, ngươi cũng nói như vậy. Sắc mặt Trạm Nhạc Hiền âm trầm nhìn Lục Bắc, biết rõ người này không thể tin, số lần nuốt lời còn nhiều hơn so với ăn cơm. Nếu không có chuyện gì, Trạm trưởng lão ngươi cứ chậm rãi đi chơi, Lục Mỗ cáo từ. Chờ chút. Ngay khi Lục Bắc quay người rời đi, Trạm Nhạc Hiền lập tức gọi lại, trầm ngâm một lát rồi nói. Mấy vị đồng môn đều đã hết hy vọng rồi, có thể khuyên thì sớm đã bị người ta khuyên xong. Người có nhiệm vụ của Kinh Cát bên 10, Trạm Mỗ có thể lý giải, nhưng mà chớ bạc đãi họ. Đêm nay, hãy mang thêm nhiều rượu và đồ nhắm qua. Đầu Lục Bắc thổi đầy một chuỗi dấu chấm hỏi, cảm giác Trạm Nhạc Hiền hình như đã hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm thì càng tuyệt vời, nhìn qua rất đáng để giữ lại. Hắn cũng không giải thích, vì để cho Trạm Nhạc Hiền hiểu lầm đến chết, hai tay chắp lại, bổ sung một câu. Trạm trưởng lão yên tâm, Lục Mỗ đối với các tiền bối chỉ có tôn trọng. Chính là rượu vào đồ nhắm tuyệt đối quản đủ, ngược lại là bên Kinh trưởng lão. Lão thì thế nào? Trạm Nhạc Hiền lộ mặt không vui. Trước khi đi, Kinh trưởng lão đã thông báo chuyến này nhất định phải điệu thấp. Lão chuẩn bị cho mọi người một kinh hỉ, còn cam đoan với Lục Mỗ, lão kiếm được công lao, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ta. Lục Bắc nghiêm mặt. Cho nên việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, kính xin Trạm trưởng lão chớ mỉa mai đến tai Kinh trưởng lão bên đó. Trong lòng ngươi vụng trộm vui cười là tốt. Họ Lục, ngươi cũng muốn dạy ta làm việc sao? Trạm Nhạc Hiền giận đến mức cười ra tiếng, nguyên bản bởi vì Trạm Hồng Cúc phạm phải sai lầm lớn, bị Lục Bắc mê hoặc thành đồng mưu, lão mới không có ý định nói chuyện này đến bên tai Kinh Cát. Nhưng vừa nghe Lục Bắc nói như vậy, thật xấu hổ, bây giờ lão lại càng muốn nói. Chỉ cần họ Lục không vui, lão liền vui vẻ. Không dám, Lục Mỗ có thân phận gì, sao dám dạy Trạm trưởng lão làm việc? Chỉ là... Lục Bắc cười hăng hắc, trà sát bàn tay nhỏ bé. Trạm sư tỷ bên đó, ngươi cũng không muốn Lục Mỗ tiếp tục dây dưa không tha với nàng đúng không? Cút! Đuổi Lục Bắc rời đi, toàn thân Trạm Nhạc Hiền không được tự nhiên. Trong đầu hiện ra cảnh tượng Lục Bắc dâng trà cho mình, trực tiếp mở miệng hô to không thể. Không thể! Tuyệt đối không thể. Lão gọi Trạm Hồng Cúc vẫn đang tuần tra tới, khuôn mặt lão dài thườn thượt. Tối qua vì sao ngươi không có ở nơi trú quân, đi đâu, ở cùng một chỗ cùng ai? Phụ thân hỏi một phát ba câu, làm nàng không biết đáp thế nào. Thân hình Trạm Hồng Cúc cứng đờ, nhạt nhẽo nuốt một ngụm nước miếng. Phụ thân, tối qua Hải Nhi phát sinh cảm ngộ, thấy trong đại doanh lộn xộn, liền ra ngoài tự mình tu luyện, xung quanh không người, chỉ có mình ta. Thật tốt, ngươi vì hắn mà dám nói dối ta. Cha già đau ngực nặng nề nói. Vừa nãy ta thấy Lục Bắc, hắn đã thừa nhận đi tới đại lao là ngươi dẫn đi. Trạm Hồng Cúc trừng to mắt, họ Lục quả nhiên không đáng tin cậy. Tự mình ngã xuống không tính, còn bán cả nàng đi. Ngươi đã hiểu rồi, tên cẩu vật kia một mực đang lừa ngươi. Tất cả dỗ ngon dỗ ngọt, rõ ràng đều là bịa đặt. Hắn chỉ là cần và lợi dụng ngươi, căn bản không phải vì thích ngươi. Trạm Nhạc Hiền tận tình khuyên bảo nàng. Hiệu quả bình thường, Trạm Hồng Cúc hơi chút phản ứng cũng không, bởi vì những lời nói này Lục Bắc từ đầu chí cuối đều đã nói qua. Hai người chỉ là nói chuyện làm ăn, không trộn lẫn một chút xíu tình cảm nào. Lời tuy như thế, nhưng đối mặt với cha già đang vô cùng đau đớn, Trạm Hồng Cúc vẫn xấu hổ cúi đầu, không nói tiếng nào, mặc cho quở trách. Ngươi vẫn là như vậy, mỗi lần ta nói ngươi, ngươi liền cúi đầu không đáp. Trạm Nhạc Hiền nói đến miệng đắng lưỡi khô, bất đắc dĩ thở dài. Đây cũng là nỗi khó xử của hai tử không có mẫu thân. Lão hữu tâm nhưng cũng vô lực, tìm không được biện pháp nào để câu thông cùng con cái. Không phải, phụ thân nói cũng đúng. Lần này là ta không tốt, không nên bị Lục sư đệ mê hoặc. Nhưng kiếm ý của hắn thực sự quá mê người. Ta đột phá hợp thể kỳ chỉ kém một chút trợ lực, cho nên... Nói đến sau cùng, Trạm Hồng Cúc dần im lặng. Hành vi lừa gạt vô cùng đơn giản, ngoại trừ kiếm tâm vỗ tay bảo hay, ai thấy cũng phải lắc đầu. Ta biết ngay nhất định cẩu vật kia hấp dẫn người. Sắc mặt Trạm Nhạc Hiền vô cùng khó coi,
Lão đĩnh giáo qua kiếm ý của Lục Bắc. Lão cũng tự than thông bằng, rất phiền phất tay. Đừng tin cái gọi là cơ duyên của hắn. Nếu thật có cơ duyên, vi phụ sớm đã cho người. Luyện hư cảnh cần phải làm vững chắc căn cơ, đột phá hợp thể kỳ, không thể gấp tại nhất thời. Đạo bình cảnh này tuyệt không phải dùng kiếm ý có thể phá giải. Đây là kinh nghiệm tiền nhân tổng kết lại. Vi phu là người từng trải, năm đó cũng phải khổ sở chịu đựng. Nhưng Bạch, hả? Con đã biết. Biết rõ là tốt rồi, đêm nay không cho người đi nữa, ngoan ngoãn lưu lại tu luyện bên cạnh ta. Phòng cháy, phòng Lục Bắc, để tránh cho con gái chịu độc thủ, Trạm Nhạc Hiền canh phòng con gái nghiêm ngặt. Lão biết mình không quản được Lục Bắc, liền nghiêm khắc trông giữ Trạm Hồng Cúc. Giữ ngay bên người, ban ngày cũng không thả ra. Lục Bắc bên đó ban ngày tham gia náo nhiệt, buổi tối quét kinh nghiệm. Lại tu luyện cùng với Xà Uyên 5 phút đồng hồ. Cuộc sống mỗi ngày vừa thỏa mãn lại phong phú, sớm đã quên người biểu tỷ nào đó mỗi đêm đều đang ngồi chờ. Thời gian đến tối, hắn dùng nơi ước định không thấy cùng Trạm Hồng Cúc đi tới, suy đoán là chuyện tốt là Trạm Nhạc Hiền bí mật làm. Cũng may vấn đề không lớn, có kinh cát vác nổi rồi, hết thảy đều quang minh chính đại mà làm. Tay cầm lệnh bài, trực tiếp mở ra cửa Đại Lao Thiết Sơn, ngang tàng truyền đạt mệnh lệnh của Trạm Nhạc Hiền đối với hai vị thủ vệ. Trạm trưởng lão có lệnh, tiếp tục tra xét, một bậc tra xét đến khi bọn họ khai thì thôi. Từng được Trạm Nhạc Hiền đích thân xác nhận qua, hai người trong bóng tối nhận được xác thực, chưa phát giác ra chỗ nào nghi hoặc, cứ thế ẩn nấp trong bóng tối để Lục Bắc đi vào. Tới tầng thứ tư, Lục Bắc xoắn xoắn tay nhìn những bao kinh nghiệm. Mỗi ngày một lần, vui vẻ lại hiện ra, trong lúc trước tu tiên vô cùng khó khăn, đây mới là tiết tấu hợp tình hợp lý. Lại là ngươi, lần này là mấy năm? 2 năm hay 3 năm? Đã qua vài chục năm rồi. Thanh Càn chúng ta đã đánh xong võ trù, hôm nay là ngày bệ hạ lên ngôi, cho nên đại xá thiên hạ, chư vị tiền bối đã được xá tội. Nói bậy. Vương Diễn hừ lạnh, tuy Thiết Kiếm Minh cường thế, nhưng Hoàng Cực Tông cũng không phải vật trang trí. Và lại võ trù không chỉ có Hoàng Cực Tông, còn có ngọn núi lớn là Hoàng Thất áp chế. Thanh Càn trước kia không phải đối thủ của võ trù, hiện giờ càng không có khả năng. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, muốn lừa gạt bọn họ đầu hàng, không có cửa đâu. Với tư cách là phái bảo thủ trong kiếm tông, 7 tên kiếm tu cũng không phải tâm hướng võ tru, mà chỉ thuần túy chán ghét Thanh Càn. So sánh dưới tình huống nát bét, bọn họ cảm thấy tạo phản không hề có tiền đồ. Thiên Kiếm Tông là từ khí ly kinh mà ra, đồ tử đồ tôn chỉ một mực kính vị tông chủ đại nhân này. Không phải là Thanh Càn Thiên Kiếm Tông, dư nghiệp Thanh Càn hão huyền ôm mộng phục quốc, có thể. Nhưng làm phiền đi tới nơi khác, đừng kéo Thiên Kiếm Tông xuống nước. 7 người cũng tin tưởng Thanh Càn có thể khống chế trưởng lão Cửu Kiếm, nhưng không quản được toàn bộ môn phái kiếm tu của Thiết Kiếm Minh, chỉ dám đứng ở sau bày mưu tính kế, nhưng không dám lộ ra bên ngoài. Một khi ngả bài, sẽ có rất nhiều môn phái rời khỏi liên minh Thiết Kiếm Minh. Không chỉ như vậy, đông đảo đệ tử tầng dưới chót của Thiên Kiếm Tông cũng hoàn toàn không biết gì với tình huống này. Thủ đoạn của dư nghiệt Thanh Càn quả là làm cho người ta khinh thường. Chư vị quá coi thường Thanh Càn chúng ta rồi. Các người không biết lúc trước quốc gia chúng ta diệt vong, tiên đế đã lưu lại vốn liếng để phục quốc. Các người đã nghe nói qua Hãn Long trận chưa? 1 năm trước. Lục Bắc bắt đầu giảng bài siêu vẹo, trợ giúp mấy người giữ vững tín niệm, cường hóa quyết tâm ở bên phái bảo thủ của bọn họ. Hiệu quả vô cùng tốt, vừa nghe thấy hiệu ứng của Hãn Long trận, 7 tên kiếm tu tức giận quát lớn, mắng to Thanh Càn độc ác, đoạn tuyệt căn cơ tu hành, đồng thời trừng mắt lạnh nhạt với Lục Bắc. Đợi thương thế phục hồi như cũ, không nói một lời, cùng nhau vây lại. Cho dù đánh không lại, nhưng cho hắn dính một thân máu tươi cũng tốt. Không vội, Lâm Mỗ ta cứ gọi là sẽ đến, chư vị tiền bối muốn lúc nào ta đều gặp được. Nhưng trước đó ăn no rồi, mới có khí lực đánh. Lục Bắc triển khai tiệc rượu, mời 7 người nhập tọa. Có thể là do ngày hôm qua Liêm Lâm ăn quá nhanh, làm cho cảnh giác của mấy người khác cũng theo đó hạ thấp xuống. Nhưng cũng có thể là căn cứ nguyên tắc có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Hôm nay bọn họ ai đến cũng không cự tuyệt. Lục Bắc bưng lên bao nhiêu, bọn họ liền như gió cuốn mây tan, ăn hết sạch sành sanh. Liêm Lâm tức giận đến mức đôi chân mày lá liễu dựng đứng, mắng to địch nhân hóa ra đứng ngay bên cạnh mình. Đồng thời cũng nhanh chóng dùng 2 phần lực lượng, sợ mình ăn ít. Cơm nước no nê, Vương Diễn giơ tay nhấc cái bàn, là người thứ nhất phóng về Lục Bắc.
Một giây sau, gã lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà về, phanh một tiếng chôn trong khe núi ở trong tiểu thế giới. Giết! Kiếm trận đang đang dựng lên, kiếm quang tung hoành trong tiểu thế giới, chém xuyên qua căn cơ, để lộ ra hai màu hắc bạch. Bảy người rõ ràng có chuẩn bị mà đến, không còn đơn đả độc đấu như hôm qua, mà liên thủ đập ra rất nhiều sát trận, toàn lực áp chế trên thân Liêm Lâm, khiến cho tu vi pháp lực của nàng tăng lên mấy chục lần, kiếm ý càng đột phá cực hạn, đạt đến điểm cao nhất mà kiếm thể có thể thừa nhận. Tiếp đó lại bị ăn hành. Đối mặt với bất thủ kiếm ý bảy người cộng lại cũng vô dụng. Đệ đệ chính là đệ đệ, cho dù cường hóa thế nào cũng vẫn là đệ đệ. Đây là sức áp chế của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đã định trước bọn họ trọn đời không thoát được. Thất bại lại thất bại ba lần, đám người Vương Diễn nản lòng thoái chí, lặng lẽ phản hồi nhà giam của mình, nằm thẳng xuống. Liêm Lâm khẩu vị tốt nhất cũng giống như vậy, cầm lấy cây chân ngỗng nhai nhai như sáp nến. Đợi đến lúc Lục Bắc chuẩn bị phong ấn, nàng muốn nghiêm chỉnh ăn vịt quay. Không có ý tứ gì khác, chỉ đơn giản là hóa bi phẫn thành thức ăn. Phong ấn xong, Lục Bắc rời khỏi Đại Lao Thiết Sơn, trên mặt Tiểu Bạch Kiểm rất lo lắng. Đồng dạng một con quái, đánh chết sẽ không nói chuyện, kinh nghiệm đánh bại cũng không phải là đã thành hình điền không thay đổi, còn phải tổng hợp cảnh giới với trạng thái trước mắt của đối thủ. Kiếm tu có một ý chí sục sôi chiến đấu giống như Trảm Nhạc Hiền, chỉ là số ít. Đa số người, ví dụ như mấy người Vương Diễn, trải qua mỗi ngày một lần thảm bại liên tục, ý chí chiến đấu dần biến hóa đến trạng thái cực kỳ kém, mà theo đó cũng làm giảm bớt phần kinh nghiệm định kỳ khi đánh bại. Làm như thế nào để cao ý chí chiến đấu của mấy người này là vấn đề khó khăn mà Lục Bắc gặp phải bây giờ. Liêm Lâm còn tốt, mỗi ngày hai lần giải phẫu, lần nào cũng đều là dùng tư thế liều mạng, sáu người còn lại. Nếu không cũng mổ ngực bọn họ. Lục Bắc nhíu lông mày, khoan hãy nói thực sự có khả năng này. Song Huyền bảo đồ. Có thể xấu xa quá rồi hay không, Lục Mỗ không phải loại người này. Cũng không hẳn vậy, có hư hỏng chính là Lâm Mỗ Thanh Càn, quan hệ gì tới Lục Mỗ Võ Chu. Ngày mai nếu bọn họ hứng thú, ngay khi bọn họ tỉnh lại, liền nói cho bọn họ biết là hắn giải phẫu rất giỏi. Lục Bắc vỗ tay kêu hay, thả like cho sự cơ trí của mình. Thời gian không đợi người, mở Song Huyền bảo đồ đi vào trong đó, tới nhà giam giam giữ Mai Phong Tục và Văn Bất Bi. Đã một đoạn thời gian không để ý tới hai người này rồi. Hôm nay tới quét kinh nghiệm, thuận tiện lấy sư đồ hai người ra luyện tập, nếm thử một chút khả năng biến thân của tu sĩ hợp thể kỳ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tăng độ thuần thục. Còn thân thể Mai Phong Tục, tiến độ vô cùng chậm chạp, nếu không luyện hóa thành phần phân thân, tấm át chủ bài này có khi theo không kịp tốc độ tu luyện của hắn. Thời gian đến xế chiều, Lục Bắc bận bịu cả một ngày xong mới đến doanh trại, lấy xong trọng phân rõ phải trái phương thức, nhận thầu nơi đóng quân trước kia của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nơi này là một khối phong thủy bảo địa. Sau khi Tư Mã Bất Tranh dẫn theo người rời đi, rất nhanh Mai Phong Tục liền dẫn đệ tử tiến vào chiếm giữ. Mặc dù không còn bị Tần Bất Phá và Trình Bất Khuyết, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng tới việc bọn họ liên tục diễu võ dương oai, tự cho mình là Lăng Tiêu Kiếm Tông chính thống, chiếm giữ lên mảnh đất trống này. Đối mặt với Thiết Quyền cùng miệng pháo của Lục Bắc, những người này hoàn toàn không phải đối thủ, vừa lăn vừa bò rời đi, hô to muốn tìm đội tuần tra đến chấp pháp. Trảm Nhạc Hiền có lệnh, Thiết Kiếm Minh là người một nhà, phải tương thân tương ái, cấm tư đấu trong thủy trạch viên. Hết thảy tranh chấp giới hạn trên miệng, không thể hạ thấp đến hai tay, càng không thể thăng cấp đến mức cầm thiết kiếm. Phàm người không tuân theo quy định, sẽ do lão đích thân tống xuất ra khỏi đại trận. Hôm nay Lục Bắc động thủ đánh họ, phạm phải tối kỵ của Thủy Trạch Uyên, chờ Trảm Nhạc Hiền tới thu thập hắn đi. Một đám kiếm tu mặt mũi bầm dập dương dương đắc ý, tìm đến đội tuần tra khóc lóc kể để, nói đến vô cùng kiêu ngạo. Bọn họ đặc biệt nghe lời, lúc bị đánh còn không đánh trả. Sau đó liền không có động tĩnh. Tin tức truyền tới trong tai Trảm Nhạc Hiền, lão chỉ coi lúc này hết thảy đều không phát sinh. Chỉ cần họ Lục không dây dưa với nữ nhi của lão, mặc kệ hắn muốn chọc phá ai điền phá người đó, không tìm được thì hô to một tiếng, lão sẽ đích thân xách hai người tới cửa. Kết quả là môn phái kiếm tu xung quanh ai cũng biết tên Tiểu Bạch Kiểm này không dễ chọc, từng người tươi cười tiến đến bắt chuyện, thăm hỏi hắn cuối cùng là người nào. Lục Bắc không cẩn thận một cái lỡ mồm giảng thuật chiến tích mình hành hung Trảm Nhạc Hiền, làm cho mọi người vừa kinh vừa sợ, lập tức muốn lôi kéo cái kết thân bắp đùi này, lại sợ đắc tội Trảm Nhạc Hiền được không bù nổi mất.
Doanh trướng sốc lên, Trảm Hồng Cúc vội vàng đi vào, thấy Lục Bắc quanh chân đả tọa âm thầm gật đầu. Thời khắc không quên tu hành, khó trách có thành tựu như ngày hôm nay. Lục Bắc mở ra đôi mắt nhập nhem buồn ngủ, bóp méo sự việc, kinh ngạc nói. Kỳ hoa, hóa ra thực sự có đội tuần tra chủ trì chính nghĩa, Lục Mỗ có thể nói như thế này thôi. À, còn nữa, Trảm trưởng lão điên rồi sao, vậy mà còn dám phái ngươi tới đây giảng đạo lý với ta. Phụ thân không có ở đây ta lén. Trảm Hồng Cúc nghiêm mặt sửa lời nói. Lục sư đệ, đêm qua tạm thời có việc lỡ hẹn, hiện giờ bổ sung, bất quá hôm nay chỉ có nửa canh giờ, nhanh chóng theo ta. Không cần, đêm qua Lục Mỗ tự đi qua. Cái gì? Lục Bắc lấy lệnh bài thoáng lắc lư. Đa tạ Trảm sư tỷ, hảo ý của ngươi Lục Mỗ đã nhận lấy. Đây là lệnh bài Trảm trưởng lão cho ta, giao dịch của hai ta dừng ở đây. Trảm Hồng Cúc trực tiếp há mồm, trợn mắt há mồm nhìn lệnh bài trong tay Lục Bắc, giá trị thành số 0. Không tìm được một chút vốn liếng để nói chuyện làm ăn. Kiếm Tâm, ta đã nói rồi mà, ngươi cứ bướng bỉnh đi, giờ thì tốt, sinh ý đã bị phụ thân ngươi đoạt. Trảm sư tỷ, sắc trời không còn sớm, ngươi mau trở lại đi, ta sợ Trảm trưởng lão hiểu lầm. Lục Bắc vẫy tay kêu Trảm Hồng Cúc nhanh chóng rời khỏi. Quái vật thì ít mà dân cày treo ao tu thì nhiều. Cô nam quả nữ không thích hợp ở trong mật thất chung sống quá 5 phút đồng hồ, nếu không sẽ truyền ra bên ngoài đời ong tiếng ve. Nhưng... Trảm Hồng Cúc há mồm đột nhiên ý thức được Lục Bắc ngoài mặt tự tuyệt, nhưng thực ra muốn thêm nữa. Cẩn thận lui ra phía sau nửa bước, từng chút xíu rời ra phía ngoài doanh trướng. Sở dĩ là chậm rãi di chuyển mà không phải quyết đoán rời đi là vì Kiếm Tâm đang khuyên nàng. Rất có đạo lý, Trảm Hồng Cúc xém chút nữa sẽ tin. Đợi lát nữa Trảm sư tỷ trước chớ đi. Lục Bắc giơ tay hô ngừng. Ngay khi Trảm Hồng Cúc đứng ở cửa vào chưa kịp chuẩn định, lông mày nhíu lại. Bên Trảm trưởng lão xảy ra chuyện gì? Đang đề phòng ngươi thật tốt, tại sao đột nhiên để ngươi đi ra rồi hả? Ta không biết. Đã hiểu. Vuốt phẳng bất thủ kiếm ý trên đầu ngón tay hấp dẫn Trảm Hồng Cúc từng bước một tiến lên. Đợi nàng tới gần, chợp bóp tắt đạo bạch quang này, nghiêm túc. Nói thật, kể lại một câu không sai với Đục Mỗ, ta không nói giỡn với ngươi. Bên ngoài Thủy Trạch Uyên chiếm đóng rất nhiều thế lực của Hoàng Cực Tông. Tình thế hiểm ác vượt ngươi tưởng tượng. Trảm trưởng lão khắp nơi cẩn thận, lão ngay cả nữ nhi của mình cũng chẳng quan tâm, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Trảm Hồng Cúc nhướng mày, cảm thấy Lục Bắc nói có lý, rất nhanh nói ra. Cũng như nàng nói lúc trước, nàng biết rõ không nhiều lắm, chỉ thấy Trảm Nhạc Hiền nổi giận đùng đùng rời đi, bước chân cực nhanh. Về phần đi nơi nào, ngay cả nàng làm nữ nhi cũng không biết, hỏi người khác cũng không hỏi ra được gì. Có khi nào ngươi chỉ cần gọi hai tiếng, lão liền xuất hiện. Ê, coi như ta không nói gì. Lục Bắc nhún vai bắn ra một vòng bất thủ kiếm ý, hơi cao, Trảm Hồng Cúc thả người nhảy lên mới tiếp đến. Kiếm ý không nhiều lắm, còn chưa đủ nhét kẽ răng, Trảm Hồng Cúc vừa nếm được một chút ý vị, sau đó đã không còn. Nàng dầu dĩ không vui hỏi thăm Kiếm Tâm của mình, cái này có tính là câu cá không? Kiếm Tâm, ngươi tự nhảy lên cắn vào móc câu, còn hỏi ta. Thu hoạch được tình báo, Lục Bắc đứng dậy đi ra ngoài doanh trướng. Trảm Hồng Cúc bước nhanh theo kịp, thấy nơi hắn đi tới là cửa vào đại trận Thủy Trạch Uyên, cảm thấy có điều suy nghĩ. Trảm sư tỷ, ngươi cũng biết Lục Mỗ có chút quan hệ ở huyện Âm Ti, có thể thăm dò được động tĩnh Hoàng Cực Tông. Ngươi không phải người của mình, cũng đừng đi cùng ta. Trực giác nói với Lục Bắc, Hoàng Cực Tông đã động thủ. Tuy rằng rất không hợp lý, có cảm giác buộc Thiên Kiếm Tông tạo phản, nhưng tưởng tượng các loại hành động không hợp thói thường phát sinh ở Võ Chu, bề ngoài giống như cũng không phải không có khả năng. Trường cửa lớn, Lục Bắc nhíu mày dừng lại, nhìn qua trận pháp không có vật gì ở cửa ra vào, giơ tay đẩy lên phía trước. Năm ngón tay chạm vào thực thể, cửa vào đại trận biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh tụ tập không ít kiếm tu, bọn họ cũng phát hiện tình thế dị thường, giờ phút này đang bàn tán gì sao. Lục Bắc quay đầu nhìn về phía tây của Thủy Trạch Uyên có nước ngầm tung hoành, có mật đạo ẩn tàng dưới mặt đất lộ ra, tình báo Huyền Âm Ti viết rõ chuẩn xác vị trí, ngay cả lộ tuyến cũng được đánh dấu rành mạch. Nhưng mà, khói sóng mênh mông, sương mù trên mặt hồ tạo thành mây, đưa tới rất nhiều kiếm tu cường thế vây xem. Âm, bình chướng vô hình vỡ tan, mây trôi ra hai bên, một thân ảnh cầm kiếm mà đứng. Trảm Nhạc Hiền. Mọi người nghe lệnh, đại quân Hoàng Cực Tông đã tới gần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 100 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.